Với tinh thần tương thân tương ái, những ngày qua, giới nghệ sĩ đã có những hành động thiết thực để ủng hộ và kêu gọi mọi người chung tay giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai. Sở hữu lượng fan đông đảo, nam ca sĩ Jack đã quyết định tổ chức một trận đấu giao hữu vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, có sự góp mặt của loạt danh thủ và nghệ sĩ nổi tiếng để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung. Trên trang cá nhân, anh cho biết mỗi thành viên đội bóng sẽ đóng góp phần nhỏ cho miền Trung ruột thịt và toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được chuyển thẳng vào quỹ để mua nhu yếu phẩm và chuyển đến tận tay người dân đang gặp khó khăn. Nam ca sĩ chia sẻ, với sức ảnh hưởng của mỗi nghệ sĩ và cầu thủ, Jack tin rằng chúng ta sẽ tạo nên hoạt động thật ý nghĩa và có sức lan tỏa lớn vì tinh thần yêu thương che chở lẫn nhau. Hiện tại sau những ngày lên kế hoạch cho trận bóng này thì may mắn Jack được một số cầu thủ đội tuyển quốc gia và các anh chị nghệ sĩ đồng ý. Tính tới thời điểm hiện tại đã có 3 danh thủ là Thành Lương, Thành Trung và Quang Hải xác nhận sẽ tham dự trận bóng đá gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung của Jack. Đây đều là những cầu thủ tài năng được nhiều khán giả yêu mến. Sự góp mặt của 3 chân sút này hứa hẹn sẽ mang đến một trận cầu đầy hấp dẫn cho khán giả. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu Quân IP có tham gia trận đấu này hay không khi chỉ cách đây không lâu, anh từng tiết lộ trong chương trình Nói Đi Ngại Gì của kênh iHayTV rằng sắp tới sẽ đá bóng chung với Jack. Biết được một cái thông tin là có thể là sẽ gặp nhau trên sân bóng. Phía nam ca sĩ Hoa Hải Đường cho biết, sắp tới còn rất nhiều thông tin đặc biệt khác về trận bóng sẽ được tiết lộ thêm.